Xin chào và rất vui được lại các bạn trên kênh Hóng Cbiz. Và ngay sau đây mời các bạn cùng với chúng mình cập nhật những tin tức mới và hot nhất có trong ngày hôm nay nhé. Tối ngày 14 tháng 10, cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin là Vân Hy bị bạn diễn đánh nhập viện giữa phim trường. Được biết đây cũng là ngày quay cuối cùng trước khi bộ phim Người theo đuổi ánh sáng chính thức đóng máy. Người đánh là Vân Hy bị thương là nam diễn viên Kỷ Hoán Bắc theo đó cả hai đang tham gia một cảnh quay đấu đầu vì quá nhập tâm nên kỷ hoán bác đã có một cú đấm khá mạnh vào mặt la vân hì khiến anh bị thương và phải theo xe cấp cứu vào bệnh viện thượng hải để kiểm tra ngay lập tức có cư dân mạng đã lan truyền tin rằng kỷ hoán bác đã đeo trang sức ở tay khi thực hiện cảnh quay cũng là nguyên nhân chính khiến mặt la vân hì bị thương nghiêm trọng tuy nhiên không lâu sau khi sự việc xảy ra phía đoàn phim và kỷ hoán bác đều lên tiếng cập nhật thông tin và đưa ra lời xin lỗi Bài đăng của Kỳ Âu Hào chia sẻ rằng Xin chào, tôi là Kỳ Hoán Bắc, người đóng vai Thái Bàng trong bộ phim Người theo đuổi ánh sáng. Về trường hợp khẩn cấp hôm nay, tôi nghĩ tôi phải gửi tới một lời xin lỗi công khai. Sau hơn 3 tháng quay Người theo đuổi ánh sáng, hôm nay sắp kết thúc. Trong 3 tháng, mọi người đã tích lũy được một tình bạn sâu sắc. Tôi đã nghĩ rằng đó là một kết thúc có hậu. Vậy nhưng tôi đã mắc sai lầm trong quá trình quay phim khiến La Vân Hy bị thương. Lúc đó tôi rất sợ. Tôi sợ hãi và cảm thấy rất tội lỗi. Tôi đấm anh ấy, một người tốt như vậy, một diễn viên tốt, một người anh em tốt như vậy. Tôi rất xin lỗi. Hy vọng Vân Hì có thể sớm bình phục và lấy lại được phong độ trời sáng nhất có thể. Cuối cùng một lần nữa trịnh trọng xin lỗi La Vân Hy và gửi lời xin lỗi tới mọi người. Bên cạnh đó, Kỳ Hoán Bác cho biết bản thân không hề sử dụng trang sức khi ghi hình. Trong khi dạng sáng ngày 15 tháng 10, La Vân Hy cũng có bài đăng trên cá nhân cập nhật tình hình sức khỏe của mình. Nam diễn viên chia sẻ rằng, hôm nay là ngày đóng phim Người theo đuổi ánh sáng. Thật tiếc, tôi lại bị thương vào đúng ngày này. Vậy nhưng mọi người yên tâm, tôi đã được tiếp nhận xử lý cấp cứu ngay lập tức, hiện giờ đã không sao rồi. Với tư cách là diễn viên khó tránh gặp phải chuyện ngoài ý muốn trong quá trình quay phim, đây là đặc thù nghề nghiệp của tôi, và nhưng đồng thời cũng giúp tôi có cơ hội trải nghiệm thêm nhiều điều quý báu. Trong quá trình quay phim, tôi cảm nhận sâu sắc sự vất vả của tình nguyện viên giải cứu, cảm nhận được sự ăn ý của đồng đội cảm nhận được niềm tin mọi người dồn hết sức mình cứu lấy những tính mạng giữa lúc thiên tài tất cả những trải nghiệm này đều giúp tôi rất nhiều hy vọng từng cảnh quay của bộ phim người theo đuổi ánh sáng có thể truyền tới mọi người những niềm cảm động sự ngưỡng mộ này qua đó khiến mọi người hiểu được sự khó khăn và vĩ đại của tình nguyện viên cứu hộ trung quốc cũng hy vọng người theo đuổi ánh sáng có thể đem lại sức mạnh cho những con người ngược dòng răng co sinh mệnh ấy Bài đăng khiến người hâm mộ phần nào yên tâm về tình hình sức khỏe của La Vân Hì. Bên cạnh đó, netizen cũng tỏ lòng khâm phục vì thái độ trần mực, không gây khó dễ cho bạn diễn hay đoàn làm phim khi gặp sự cố trên phim trường. Dân mạng cũng hy vọng La Vân Hì sớm phục hồi sau chấn thương để trở lại một cách khỏe mạnh và rực sáng nhất. Bộ phim Người theo đuổi ánh sáng có sự tham gia cuộc cặp diễn viên chính La Vân Hì, Ngô Thiến. Bộ phim chính thức khai máy vào đầu tháng 7 năm nay. Hiện tại đã hoàn thành sau hơn 3 tháng ghi hình. Sắp tới, bộ phim sẽ tiến vào giai đoạn hậu kỳ và ra mắt khán giả sớm nhất vào năm 2022. Chúng mình là Hoàng Cbiz. Nếu như các bạn cảm thấy những tin tức vừa rồi là thú vị và hữu ích, vậy thì đừng quên like, đăng ký kênh và sau đó nhấn nút biểu tượng quả chuông để được nhận thông báo mỗi khi chúng mình ra đâu mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.